chào các bạn, mình là Sang. Chào mừng các bạn đến với kênh Sang Thị Nở Cuộc Sống Bỉ. Sang đang đứng ở đây là chỗ nhà ga Song Tham đây nè. Đây, Sang đang đứng ở đây nha. Tại đang đứng trú mưa các bạn. Bây giờ Sang đang đi ra ngoài để Sang tìm cái cô vô gia cư mà có bị khối u ở cổ. Trời bữa nay ở Bỉ xấu lắm. Trời mưa mà gió nữa. Bây giờ Sang đi ra đây xem cô ấy có ngồi ngoài này không. Nếu mà cô ấy ngồi ngoài này thì Sang sẽ gửi số tiền của cái một chị ở Việt Nam. Chị gửi cho cô ấy tiền ở đây. Chị có gửi cho cô 50 ạ, 50 euro. Chị thường thì chị ngồi ở đây nè, nhưng mà hôm nay lại không thấy chị đâu ha. Không thấy cô ấy đâu hết á. Bây giờ có thể trời mưa cô ấy không có ra rồi. Chà. Một chị ở bên Việt Nam thì có gửi cho cô có cái u đấy 50 euro cộng thêm với á, cho em Việt Nam ấy. À, gặp người quen ở đây nè mọi người. Bonjour. Hello. C'est moi. Đây là mấy chú vô cho cơ. Je connais. Chào. Phụ đọc mi xí. Je veux không thế. Mình hỏi là mình có thể vô đó được không? Ủa cái chú này là chú mới. Còn một người kia thì là người quen. Nếu mà các bạn có xem những video trước của Sang thì đã nhìn thấy cái chú vô gia cư đó rồi ha. Bây giờ Sang đang đi đến nè. Bây giờ mấy người này họ có cái lều họ ngủ ở chỗ này. Hôm bữa thì cái chú vô gia cư thì chú kêu là chú vô trong cái chỗ trại rồi, mà giờ sao chú lại đi ra đây nữa vậy ta? Mà ở đây chú có cái lều này nữa nè. Bây giờ Sang đi lên đây nha. Mọi người có nhìn thấy rõ không ạ? Bonjour. À, họ đang nấu mì nè. Thơm quá. Thơm lắm. Bonjour. Est-ce que tu fais? Đã, pour le manger comme ça, le préparer. Thế đang nấu mì thơm lắm mọi người ơi. Đó. Đây nè, cái anh chú vô gia cư này mọi người biết rồi ha. Pardon? Oui. À vậy, dạ. C'est nuôi. Vậy. À. Ok, je peux acheter nuôi một tô. Pardon? Ok, je peux acheter nuôi một tô. Vậy, ça va. Oui, oui. Mình nói với anh là sau này mình có thể mua mì cho anh được không á? Hai người ăn như thế này đó. Họ có cái bếp luôn. Thì vous aussi manger comme ça. Hai người nấu ăn tại chỗ như vậy luôn. Ngon quá. Mình cũng rất thích ăn mì. C'est bon. Moi j'aime bien ça. Chú vô gia cư này thì chú mọi người biết rồi ha. Còn chú này thì mình chưa biết, mình hỏi tên coi. Comment tu t'appelles? Alex, chú tên là Alex. Vous avez quel âge? 50 ans. 55 tuổi. Yeah. Enchanté. Oui, moi je suis chanteur, je chante à l'harmonica. Maintenant, il n'y a pas d'harmonica. À, chú không có tiền. Pas d'harmonie le casse. Chú ở Romani ou? Romani. Romani. Quand tu vas en Belgique? D'une 2005 je suis ici. Hein? D'une 2005 je suis ici. Avant travaillais beaucoup, maintenant je suis malade. À, ngày trước thì chú làm rất là nhiều, nhưng mà bây giờ chú bị bệnh.
Se fatte? Fatte? Dạ, fatto. Bị bận khắp người luôn. Dạ. Ngày trước thì làm nhiều mà bây giờ thì bị bận lắm mọi người, không có đi làm được. Không có tiền. Các bạn đi tới bên chút aussi. Mà non pas possible travailler pas rien du tout. Không có đi làm, không có việc làm. Và không có tiền ạ, và không có cái tất cả, không có cái gì hết. Si jouer un peu à la rue, moi faire un peu quelque chose, genre. Poi se non mi apporti persona, un semplice, quelque chose. Yeah. Ma donne un peu d'argent. Ah, donne un peu d'argent. C'est difficile. Tu vas bien, non, bien sûr? Vas bien ici? Oui, oui. Oh, c'est vas bien ici? 2005, je suis ici. 2005, chú đã ở đây rồi, 2005 chú đã ở đây rồi. Và chú có giấy tờ ở đây nhưng mà bu qua chú nãy bay mình hỏi tại sao chú không có tiền. Chú đang ngại, chú khóc mọi người ạ. À, chú không có đi làm, không có tiền. Normalement c'est CBS in Vadone. Non, pas touché rien. À, mình nói là bây giờ có chỗ mà trợ cấp xã hội sẽ giúp. À, chú nói là chỗ CVS cũng không giúp, chỗ trợ cấp xã hội cũng không giúp. Ôi. Chú khóc mọi người ạ. Chú cho mình xem, chú cho mình xem cái thuốc của chú nha. Vale. Yeah. Ok, để mình lấy cái gì? S'il te plaît. Dạ. Merci beaucoup. Ah, c'est médicament. Dạ. Merci, merci beaucoup. Đợi kia. Ah, c'est médicament. Médicament, comment? Double bed. C'est maintenant, il n'y a pas pour le cœur, pour l'estomac, il n'y a pas. Finish. Chú bị tim với bị... Psoriasis. Chú bị tim với bị bụng, đau ruột đó. L'autre rồi, c'est vitamine B pour un peu de la force. Ok, je comprends. Chú bên kia cũng đang múc mì để ăn đây ha. Ngon quá. À, anh Sang có nhớ là có một người tên là Nguyên Lai ạ. Anh đấy, Sang vẫn còn số tiền của anh đó ở đây. Thì bây giờ Sang có thể sử dụng cái số tiền của anh đó, Sang cho hai chú nó, hai chú này mỗi người 50 euro nhá. Đây. Merci, merci. Đưa bánh mì. Merci. Sang sẽ sử dụng cái số tiền của anh Nguyên Lai, Sang Sang cho em cho hai chú này mỗi người ít tiền được không anh Nguyên Lai? Sang thay mặt người vô gia cư Sang cảm ơn anh rất là nhiều. Còn cái tiền của chị Việt Nam thì Sang chưa có gặp cái chị kia và chưa có gặp cái em Việt Nam cho nên chưa có đưa được. Thì Sang sẽ để dàn đó Sang đưa sau, còn bây giờ Sang sẽ lấy tiền của anh Nguyên Lai Sang đưa Sang cho các Sang cho họ nhé. À mà Sang quên. Sang quên, Sang chưa đi rút tiền được. Sang quên mất rồi. Để coi trong bóp của Sang có bao nhiêu tiền thì Sang lấy và bấy nhiêu cho họ rồi Sang. Nếu mà họ muốn mua cái gì Sang có thể dẫn họ đi mua cũng được á. Tại vì nếu mà có thẻ thì Sang lấy thẻ Sang trả được. Tại Sang chưa có rút tiền mặt ở đây.
mình sẽ hỏi họ đi mua cái gì thì sang dẫn họ đi mua. Je veux acheter beaucoup de quelque chose. Ça mange? Acheter boulet et le pain aussi. Demain? Les choux, nous ba le foie. Cũng cần những cái đồ mà đồ nóng. Mọi người rất nhìn rất là tội luôn á, rất là thương luôn á. Après va ensemble avec moi, je veux acheter boulet, le pain, du pain. Non, ça va. Ça va. Mình nói là mình có thể đi mua gà cho họ mà họ không lấy. Si vous avez un peu de viande, si vous mangez, parce que si vous avez un peu de force. Beaucoup de médicaments, un peu de viande, ça va. C'est comme vous voulez. Ah, một ít viên thịt á, cũng kêu là có thể một ít thịt cũng được. Oui. Après va ensemble avec moi, je acheter. Oui. Je acheter. Vous voulez le pain? Oui. Le carrefour là-bas? Oui. Oui. À, ok. Mới đầu thì họ không chịu, cái chú bên kia chú không chịu, nhưng mà bây giờ thì họ lại chịu. Họ kêu một chút thịt thì cũng được. Họ không ăn được thịt nhiều. Nhìn cái chú này ăn mà Sang cầm lòng không có được luôn á. Sang thấy là cái chú bên kia chú pha một cái gói mì gói, đổ cho nhiều nước vô, đập vào một quả trứng và cho thêm một ít thịt xông khói á các bạn. Bỏ vào và nấu loãng lên như vậy, và họ còn bỏ thêm những cái bánh mì vào để cho nó đặc lại á. Excusez-moi. Vous mangez le boulet grillé? Boulet grillé. Oui. Là comme vous et toi, c'est dans le conserve, ouais. Le chicken, il y a le chicken, les légumes, les conserves. Oui. Oui. Mình chờ họ ăn xong rồi mình dẫn họ đi mua. Oui. Après acheter avec moi, ok? Ok, d'accord. Cái chú này rất là dễ thương. Non, les pastes, spaghetti comme ça, non. Oui, je comprends. Les conserves, non. Chú này rất là dễ thương. Lúc đầu mình hỏi là có mua gì không thì chú không có lấy, nhưng mà bây giờ thì lấy. Je vais faire ici. Việt Nam ici. Nhưng mà bây giờ thì chú lại lấy, chú nói là không ăn mấy cái mì này kia đó, mình chú phải nấu lâu á. Mấy cái mà sẵn thì cũng ok. Nhưng mà nóng thì cũng được, nhưng mà đừng có lạnh thì chú không có chỗ để đó. Ở đây nè mọi người nhìn xem ha. Mọi người nhìn xem không có ấy đâu ha. Đấy, sao? Đấy, không có tủ lạnh đâu. Chú rửa chén á, với rửa muỗng bằng cái giấy á mọi người. Không có nước rửa nè. Không có nước rửa mà chú rửa bằng giấy. Rửa xong rồi bỏ vô cái bịch rác này, sau đó để mang đi giục, nó rất là sạch sẽ, không có bầy tùm lum á. Đó, sạch rồi ha mọi người.